trâu không nhé. Cháu làm rồi nha mấy. Nhà cháu ở đâu? Con ở trên Cao Bằng. Cao Bằng. Con ở Cao Bằng. Con làm gì? Dạ, vâng. Làm gì? Ya ba ba da ma na yu ma.
Chủ tịch Càng Trị mới về đây. Chủ tịch Càng Trị. Xin chào Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhá. Tổng Bí thư Việt Nam nhá. Chủ tịch năm nay đây. Hỏi lâu mình tiêu khẩu. Tiêu khẩu. Ba nông bình dị thì hắn. Nhà là ta nông đi à đi ơ chính à. Nói đi cả lại. เขาเข้มไว้คิดพี่น้อง Cơm bếp gần xa ba miền Nam Bắc nha. Hôm nay lẩu khen nha. Chủ tịch Bí thư Quảng Trị về đến đây nhá. Mấy chục người khen này. Ở đảng bên hết này. Chủ tịch Quảng Trị. Con lên xin chào hai Facebook của hai mẹ của con nha. Ý, con Linh giỏi lắm. Mùa thu tháng 8, ngày tốt tháng lành, đại lộ đầy cơm hai nhà để dân đường dân đối nha. Bẹt lộ. Con chúc cho hai nhà con cũng là con hạnh khỏe. Con thơ Linh à, đồng tân à, hiếu lúc này. Ta từ già đến trẻ cũng mạnh khỏe, nhiều lộc nhiều tài nha. Vâng à. Lộc tài mãi mãi nha. Dạ. Bên già. Bên già. Con yêu của mẹ nha. Con yêu Linh của mẹ giỏi nhất nhà nha. Con Linh, con yêu của mẹ nha. Con nào cũng giỏi đây. Bây giờ ăn đàn này phải tuyệt vời giá ăn đàn này đi. Đây, tiếp nó về đây. Tiếp áo trắng nhặt lộc đây.
từ lọc đây, cho lọc các con lọc thánh về, lọc thánh bằng một gánh lọc trần đây. Đúng rồi, nhặt được lọc rồi. Ai được nhặt được lọc ở đây, các con phát phiếu được lọc ở đây, mọi người ơi. Phát phiếu hôm nay này. Các con phát phiếu đây nha, có lọc rồi nha, hai số gì? Xem có số may mắn nha. Số may mắn nha. Được nhiều lọc rồi nha. Được à. Hai chị ơi, nghe ơi. Ôi trời ơi, lọc may mắn, số may mắn nha. Lọc cái thành không? Bây giờ phải để lọc nha. Nhặt đi, nhặt đi, nhặt đi, nhặt đi, nhặt đi. Được lọc ở đây, được lọc rất nhiều đây. Được nhiều rồi nha. Đếm một cái đà này. Rồi.